Đã là định mệnh thì không thể nào né tránh được. Và định mệnh của cái là gì? Nó chính là ghẻ. Ông này ông ấy sinh ra chỉ để quảng cáo thuốc trị ghẻ. Đây, Mitaxin, thuốc xịt ghẻ. Giới thiệu mọi người, ông này ông cứ khỏi ghẻ được một thời gian ông lại bị ghẻ tiếp. Xịt khỏi rồi xong lại bị hết khỏi chỗ này xong lại bị chỗ khác. Đây, hôm nay lại phải xịt ghẻ thôi. Bó tay. Cái ơi, Cải còn nhớ là Cải đã từng sử dụng hết bao nhiêu chai thuốc xịt ghẻ rồi không? Hả? Cái này xịt này sẽ hơi sót đấy cả nha. Thôi, xịt ghẻ hôm nay rất là to rồi. Rồi, ok. Xong rồi nè. Đợi vài hôm nữa là sẽ khỏi thôi. Sẽ lại đẹp trai. Day 2. Hôm qua mình mới xịt có một lần mà củ cải đã khô vết ghẻ rồi đây này mọi người. Nay mình tiếp tục xịt lần thứ hai. Rồi xong. Nay là ngày thứ 5 rồi nhờ. Xịt nốt hôm nay nha. Củ cải ơi, đến đây xịt thuốc ghẻ này. Đâu, xem nào. Ô, khỏi thật rồi này. Nhanh nhỉ? Thuốc này đúng là hiệu quả thật.